Xin chào các bạn, nay mình đi siêu thị, mình nhìn thấy cái củ gọi là cái củ dền các bạn nhé. Quay cho các bạn xem. Đây là củ dền này các bạn này. Bên mình là cũng bán cái cây củ dền này nhé. Siêu thị đắt hơn rất là nhiều, nhưng bên mình bán thì sẽ rẻ rất là nhiều. Đây là củ dền này các bạn này. Dền. Đây siêu thị đang bán là 24.000 25.000. Củ dền nhé các bạn nhé. Con dai. Đây củ dền các bạn. Vợ mua củ dền đi. Làm gì? Bên mình là cũng bán củ dền đấy các bạn nhé. Củ dền này các bạn nào có nhu cầu mua củ dền này các bạn alo inbox cho mình. Rẻ hơn siêu thị rất là nhiều. Có giá quay giá rồi. Siêu thị bán đắt nhỉ. Quay trực tiếp cho bạn củ dền. Dền rất nhiều tác dụng các bạn. Rồi, chào các bạn nhé. Mình sẽ đi quay vài cái sản phẩm cho các bạn.